khuyên nó là bỏ anh còi đi chị. Em bây giờ em về rồi thì chị bảo nó bỏ anh còi nữa. Chị tưởng em lên đây em làm cái gì chứ, em lên em càng nói em càng vô lý bây giờ. Hay là nó đang yêu nhau thì em bảo nó là bỏ, bảo khuyên chị bảo bỏ nó, bất hoài bỏ anh quay không về chứ sao. Nhưng mà yêu thì em không biết, nhưng mà bây giờ em về rồi thì chị bảo nó bỏ đi không, nó cứ quanh quẩn anh còi làm sao mà đấy rồi. Em đến bây giờ em bỏ nó anh còi em đi, không bây giờ em định về em. Thì bây giờ em về rồi, lúc mà không có em thì anh còi yêu vậy thôi. Bây giờ em về rồi thì bây giờ em nói nó không được thì bây giờ em phải qua em bảo chị là bảo nó đi. Nhờ có phải là cái anh còi đang yêu cái con Hoài gì gì mà hay đóng hàng với chị đúng không? Ừ, yêu con Hoài ở nhà chị. Không phải em nói anh còi chưa? Dạ. Có anh còi chưa? Em gặp rồi, em gặp nó rồi. Em nhìn thấy nó rồi mà nhìn nó có gì đâu mà sao anh còi yêu không biết. Sao anh nói vậy? Thì em nhìn em gặp em người rồi mà em gặp ngoài rồi. Bây giờ yêu đương có phải là nhìn bề ngoài để mà yêu đâu, bây giờ có xem tính cách con người ở bên trong chứ. Bây giờ em gặp anh gặp cái Hoài em thì bảo nó thế, nhìn có thấy có đặc điểm gì đâu mà sao anh Hoài yêu không biết. Mà em bảo chị hay là chị khuyên nó là bỏ anh còi đi chị. Em bây giờ em về rồi thì chị bảo nó bỏ anh còi nữa. Chị tưởng em lên đây em làm cái gì chứ, bây giờ em lên em càng nói em càng vô lý bây giờ. Hay là nó đang yêu nhau thì em bảo nó là bỏ, bảo khuyên chị bảo bỏ, bất hoài bỏ anh quay không về chứ sao. Nhưng mà yêu thì em không biết, nhưng mà bây giờ em về rồi thì chị bảo nó bỏ đi không, nó cứ quanh quẩn anh còi làm sao mà đấy rồi. Em đến bây giờ em bỏ nó anh còi em đi, không bây giờ em định về em. Thì bây giờ em về rồi, lúc mà không có em thì anh còi yêu vậy thôi. Bây giờ em về rồi thì bây giờ em nói nó không được thì bây giờ em phải qua em bảo chị là bảo nó đi. Đừng có đi theo anh còi nữa. Em chị thấy em lên đây em nói em càng vô lý bây giờ. Anh còi với Hoài bây giờ em bỏ nó em về, nhưng mà bây giờ con Hoài với anh còi yêu nhau, bây giờ em bảo nó là bảo chị khuyên hai đứa bỏ nhau, cái đấy chị không giúp được em đâu mà không ấy đâu. Chắc con đấy nó không yêu anh còi thật lòng đâu, em nghĩ là nó yêu thì gì đi chứ làm gì. Nó yêu anh còi hả? Em đây em mới gọi là yêu anh còi thật lòng. Cái đấy thì em từ đi nói với anh còi cũng chị không biết, cái đấy vấn đề là chị không biết. Nhưng mà em nói anh còi anh còn anh còi không nghe, phải có kia theo kìa, nói anh cũng nghe đâu. Bây giờ em đi nói yêu nhau không được, bây giờ có Hoài nữa em bỏ nó, có Hoài nó và hai đứa yêu nhau đang hạnh phúc, bây giờ em bảo là có Hoài với anh còi bỏ hạnh phúc gì đâu, đừng dăm ba bữa mai kiểu gì đấy. Bây giờ có em về rồi thì ấy thì chắc chắn là anh quài cũng chả yêu đương gì con đấy đâu. Bây giờ em về em yêu kéo anh quài không được, em khẳng định mà nó là yêu có mấy ngày là nó bỏ. Mà thôi thì không ấy chị ngoài đâu, bây giờ thì em có về đi. Không, bây giờ, bây giờ chị phải bảo cái con đấy là thôi ngay anh quài đi. Em lên xuống mà nói chuyện với nó bây giờ. Bây giờ thì em không giải quyết được đi, em nên em nhờ chị chứ. Em giải quyết kiểu xong này, nhờ cái kiểu đấy nhờ bây giờ nhờ bảo chị đi bỏ nó anh quài trên tay cái quài cho chị. Quên em là bây giờ em về đi, không chứ phải là không muốn chị em chơi đâu. Cứ đi theo anh còi vậy cũng có chả có kết quả gì đâu. Kết quả không, mà lúc hai đứa tự nó lời với nhau. Còn bây giờ em lên em níu kéo không được, thôi em lên em khuyên chị bảo chị không giúp được em, bây giờ em phải bảo nó là bảo chị là bỏ hai đứa đi. Thì bây giờ em nhìn là em thấy là con đấy không tốt đẹp gì đâu chị. Tốt đẹp hay không em nhìn chắc phải đánh giá. Hay nói đấy yêu không biết, mà yêu vì tiền hay gì chứ không, con đấy nhìn em nhìn mặt là nó không ấy. Chị khẳng định là con Hoài là tốt đẹp hơn em. Không tốt đâu, chẳng qua em về đi, chẳng qua là chị không thấy. Đúng này em nói lúc bây giờ quay lại tí thôi, anh Hoài đâu mà nó lên đây xong rồi lại bảo chị là cái này cái nọ. Nhưng mà chị phải nói nó đi, chị nói làm sao mà cho nó bỏ được anh Còi đi. Chị không nói được, cái đấy bây giờ. Giờ tự nhiên nó làm em đang yêu anh Còi tiên rồi đến nó pha đâu không? Pha rồi cái gì, bây giờ em bỏ bắn nó về một thời gian xong rồi bây giờ. Nhưng mà em vẫn đang còn yêu anh Còi mà sao tự nhiên bây giờ chị không thấy là nó em yêu không phải em chứ. Nó là cả người thứ ba hay người thứ bốn là thằng anh Còi mới yêu nó. Thằng anh Còi nó chọn nó có chọn em đâu. Nhưng mà bây giờ em quay lại rồi em cần biết bây giờ chị bảo nó sao đi. Chứ bây giờ tự nhiên em quay lại rồi bây giờ em với anh Còi phải quay lại với nhau. Em hay nhở. Bây giờ chị không đẻ ra bên ngoài, nó chỉ là con em hàng xóm chị. Bây giờ em đổi ấn nói bảo là chị vừa khuyên nó bỏ nhà ấy.
em có làm với chị là mẹ nó đâu mà em đang em đổi ấn hay là bỏ buộc gì anh còi nên là anh còi mới theo nó vậy chứ chứ còn đấy có gì đâu mà anh còi theo. Tốt nhất là em cứ về đi, hai đứa cứ chị khẳng định cất hòa chị ấy, nó còn ngoan hóa, nó còn gấp trăm lần em. Bây giờ em có giờ ở đâu về không có em rồi. Em lúc nó yêu em thì em không yêu, bây giờ không em bỏ không. Chẳng qua lúc đầu nó định nọt anh còi như vậy chứ chị cứ để em nói là từ từ đã. Lần định hay không em phải lấy chứ. Bây giờ em bỏ nó xong rồi em về, em anh còi nó điện liên lạc với em thì em không nghe. Bây giờ em về em không có tình yêu của nó, bây giờ em vấn đề em làm sao hơn nên bỏ van xin nó yêu thì khuyên người ta bỏ nhau. Chẳng qua là thời gian đấy em có công việc ở nhà, bây giờ em giải quyết xong rồi thì em qua đây. Nói chung là một gì em. Nhưng mà tự nhiên đâu mà con đến lòi ra không em về đi. Không có tí rồi anh còi lên đây hay hai đứa nó đi chơi về không còn. Nó có vòng qua đây hay là đang nào thì không không lấy được. Bây giờ em không giải quyết được, em không nhờ được ai, bây giờ em phải nhờ chị ấy. Không thì nói chuyện với anh còi cũng được. Đấy là em còn nói chuyện với chị không có đầu. Gặp ông kia, em gặp ông kia em nói rõ rồi mà nó cũng không nghe cơ. Bây giờ em phải qua em nói chị. Bây giờ em cũng mà em nói đến mấy cái ngoài khả định thì khả định hai đứa nó yêu nhau rồi. Nó yêu nhau còn có sâu đậm hơn là cái không có đâu, em nghĩ em gì thời gian đấy chỉ có ít bữa mà em sao mà sâu đậm được. Không bằng em với còi, em với còi yêu nhau trước mà. Trước hay sau thì là chủ yếu là người ta yêu nhau. Bây giờ chị đang nhẹ nhàng, chị cứ nói nhẹ nhàng nói chuyện. Không, cái đấy chị không giúp được. Nó bảo là thôi, anh còi không có gì đâu, em bỏ anh còi đi. Vậy em nghĩ nói yêu mà anh còi chỉ là vật chất với lại ấy à? Bây giờ yêu nhau là do tình cảm, hai đứa tự lựa chọn với nhau. Chứ có phải là nó thấy anh bảo còi này nó yêu hay như nào đâu. Chứ cứ bảo nó là anh còi không yêu mày đâu mà bỏ lỗi. Từ bỏ anh còi thôi chứ bây giờ vậy em quay lại. Bây giờ chị nói thế để cho anh còi quay lại với em à? Vâng. Nhận ra anh còi là có yêu em không? Chắc chắn là em nghĩ là chắc chắn anh còi cũng vẫn còn yêu em mà. Em đã yêu em mà nó cứ đuổi em đi, nó thấy em lên là nó lại đuổi đi. Đấy không gọi là tình yêu à? Không phải đâu, chắc là hiểu nhầm cái gì thôi. Mai em nói anh còi xem em. Chứ bây giờ nói chung là chị xem làm sao mà một thời gian ngắn vậy làm sao mà anh còi quên được em được. Thế cả một ngày nó đã yêu nó đã quên được em rồi. Bây giờ em không trân trọng nó thì nó có níu kéo em làm gì? Nó cho tình yêu cho em thì nó có phải là phí ra không? Nhưng mà chắc là yêu cái con đấy là chắc là nhất thời thôi. Không, cái đấy chị không biết, nhất thời hay nửa thời hay thế nào thì đấy là em với con mà anh còi nói chuyện nhau nhá. Bây giờ em có về đi, một tí thì anh còi nó có vòng qua đây tí nó đóng hàng hay như nào là nó bảo tí qua gặp được không sao hết. Không, cái đấy chị không thích gặp ở nhà chị, có thể chuyện của chúng mày đừng có ở nhà chị, chúng mày nói năng tung một cái nhau đây rồi về anh Hải làm chuyện ra không, tốt nhất là đi. Không thì em có gặp thẳng con Hoài với anh Quang. Em gặp con Hoài rồi, em gặp nó, em nói chuyện rồi mà em nói nó rồi mà nó không nghe. Vẫn theo anh Quang. Chị chờ em lên đây em chơi vào thế nào, chị cứ mời đón em vào trong nhà. Không là bây giờ em lên em bảo khuyên bỏ chị, bỏ hai đứa nó bỏ nhau đi. Bây giờ em khuyên nó, em bảo nó là thôi bây giờ bỏ anh có đi, mới yêu nhau chứ có gì cả thì bỏ nó rồi. Chứ không để lâu lại không buông được. Bây giờ em quay lại rồi. Thì lúc đấy em bảo bây giờ ai cũng như em cũng mà người ta cũng yêu nhau đầy, chẳng ai người ta bỏ nhau cả. Bây giờ em bỏ đi, thông qua em quay về em bảo là người khác không hợp với thế này, em hợp với thế này. Nó là em người thứ ba chị ạ. Nó là người thứ ba, nó là người đến sau. Thôi bây giờ nó đến trước, nó yêu anh còi trước hư thì em còn không nói được. Đây em đến trước, em yêu anh còi trước mà tự nhiên nó ở đâu nó xem vào. Vậy bây giờ nếu mà em là người đến trước con Hoài đến, vậy con Hoài là người đến sau, vậy em liệu em có bỏ từ bỏ với anh còi cho con Hoài yêu không? Nhưng mà bây giờ đã cũng chuyện đấy chưa xảy ra luôn phải. Bây giờ em phải nghĩ chỗ học như cổ em đặt bệnh viện như nói về chứ thôi chị, em cứ về đi. Bây giờ chị có giải thích đến mấy em cũng không hiểu em, bây giờ em đang thì có gì chị cứ giúp em thế đi. Không, chị... bây giờ để lâu nó không được đâu. Không, bây giờ chị không giúp được đâu, em cứ về đi. Mà cũng đừng lên là chị tìm chị làm gì nữa. Bây giờ em có lên đây em có nói lung ta lung tung không rồi chị không giúp được đâu.